Đây thịt lợn băm đây mọi người ơi. Đây thịt lợn băm mình đã ướp qua với nước mắm và bột ngọt nhé. Để mình sẽ cho vào này. Đấy mình cho vào, mình xào qua cái thịt này cho nó săn lại này. Đây hai xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình lại vào bếp làm cái món ăn cho bữa cơm gia đình đây mọi người ơi. Đây hôm nay mình sẽ làm cái món thịt lợn bằm chiên với lại trứng gà ta. Đây thì đây là thịt lợn bằm mọi người nhé. Đây mình đã bằm ra nhỏ nhỏ như thế này đây. Đây bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít cái nước mắm này. Này nước mắm thơm ngon luôn nhé. Đây, mình cho một cái ít nước mắm như vậy. Đây là mình sẽ cho thêm một ít cái bột ngọt này. Một ít thôi nhé. Đây nửa cái thìa tí tí như thế này này. Không nên cho nhiều nhé. Còn đây là trứng gà mọi người nhé. Trứng gà mình sử dụng 5 quả trứng gà này. Đây trứng gà thì mình cũng sẽ cho vào một ít cái nước mắm nhé. Đây. Đây mình cho một ít nước mắm như vậy. Đây rồi mình cũng sẽ cho một ít cái bột ngọt. Đây. Cho ít thôi. Không cần nhiều lắm đâu. Đây cái khoảng trứng gà thì mình sẽ cho thêm cái hành lá này. Cho thêm một ít cái hành lá nhé. Đây mình sẽ đánh cho nó tan ra. Đây. Thì đầu tiên là mình phi thơm cái hành khô bằm nhuyễn này. Đây, sau đấy là mình sẽ cho cái phần thịt lợn vào trước nhé. Đây cái phần thịt lợn mình đã ướp với lại nước mắm và bột ngọt đấy. Đây, mình sẽ cho vào mình đảo qua cho cái thịt này nó săn lại đã nhé. Đây rồi mình hằng bỏ cái phần trứng gà vào sau. Đây những miếng thịt này là nó cũng đã săn lại thơm ngon rồi này. Rồi mình sẽ cho cái phần trứng vào nhé. Đây mình sẽ đổ cái phần trứng vào mình chiên này. Đây mình chiên nhỏ nhỏ lửa thôi. Mình chiên cho cái lớp trứng này nó chín thì là được thôi. Này rất là đơn giản. Nấu ăn cực kỳ là đơn giản mọi người ạ. Mình không cần phải cho nhiều dầu ăn đâu nhé. Nói chung cho ít dầu ăn thôi. Không là nó ngán. Nó ngán, nó ngấy, ăn không có tốt đâu. Đấy, mình chiên nhỏ lửa một lát cho nó chín từ từ thôi. Trong quá trình chiên thì mình cũng không cần phải trở cái lớp trứng này đâu. Mình cứ để vậy mình chiên cho nó xe cái mặt trên là được thôi. Bởi vậy cho nên là mình phải để nhỏ lửa, không là nó cháy ở phía dưới. Nó cháy ở phía dưới mà phía trên lại chưa chín. Đấy, cho nên mình cứ để nhỏ lửa thôi. Đấy, mình lắc qua lắc lại. Đấy. Lắc qua lắc lại nhá. Nó di chuyển thành một khối luôn. Không lo nó dính chảo đâu nhé. Đây rồi ok. Mình chiên như thế này là cũng được rồi đấy mọi người ơi. Đấy mình cảm nhận được cái mùi vị rất là thơm ngon luôn. Đây, để rồi để mình tắt bếp nhé. Rồi, đây mọi người ơi. Đây, mọi người trông cái món trứng gà ta chiên với lại thịt lợn bằm mình vừa thực hiện có đơn giản không ạ? Đây, cách thực hiện vô cùng đơn giản nhưng mà ăn thì rất là ngon cơm thôi rồi. Đây, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Rồi, ok.